Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với Sinh Audio. Hôm nay em lên cho các bác một cái dòng đẩy 1U. 1U này. Đó, 1U nhá. Mạch class D. Nhiều bác bảo là ô, đây sao đây hai cuộn cảm đây nó lại là mạch class D. Nhưng mà xin lỗi các bác, đây là hai cuộn cảm nó ghép vào thành một kênh. Đây, có cả cái chân tụ này, nó ghép vào một kênh. Lên con này rất khỏe. Con này sẽ tương đương bằng hai bằng một con đẩy 4 kênh và gộp vào là thành hai kênh. Nên nó rất khỏe. Hàng sò này rất đẹp luôn. Con này nó có công suất nó đâu dao động nó khoảng từ 700 đến 800 oan một kênh. 600 đến 700 oan một kênh. Đấy, bao các bác đánh hai cặp 30. Gia đình thoải mái nhá, đánh gia đình thoải mái nhá. Mạch class D. Mỗi cái cuộn này nó sẽ đảm nhiệm của hai con, mỗi cuộn này sẽ đảm nhiệm hai con. Nên đây là một bản gộp, một bản gộp nhá, một bản gộp luôn. Hai kênh nó sẽ gộp vào là một, nên như kiểu là chúng ta đánh bra ấy thì này nó sẽ đưa ra công suất nó rất lớn. Máy móc thì bao zin, bao đẹp, bao các kiểu này, các cái hàng tụ này. Đấy, nó phẳng lê. Đây là các cái cuộn lọc nguồn nhá. Nhưng nhiều bạn bảo là đây là class D nó không đúng đâu. Đây là cuộn lọc nguồn. Đây class D nó phải như này, mỗi hai cuộn này. Máy móc thì bao zin bao đẹp. Quạt thì hàng quạt này thì em thay toàn bộ quạt mới. Và quạt này rất chi là xịn sò. Đấy, mua rất đắt luôn. Bình thường thì mua khoảng 15.000 một chiếc, nhưng mà bây giờ bọn em phải mua đến 24.000 một chiếc. Đó, cái ghế bật nhá. Đấy, một U rất mát luôn, mát lạnh luôn nhé, làm tản nhiệt cực kỳ tốt luôn. Đây, một kênh này. Và đây là máy 1U, lên nó rất nhỏ gọn và là và rất tiện lợi cho các bác dùng gia đình. Và máy có cổng đầu vào này, cổng linh này. Đấy, đầy đủ cổng đầu vào, cổng linh, quạt và rắc lưu trích, rắc nguồn. Đấy chưa? Máy móc bao zin, bao đẹp, bao các kiểu. Được các bác. Con này nó dùng nó toàn bộ là IC xử lý tín hiệu. Mỗi con IC này nó khá đắt. Mỗi con IC này khá đắt, toàn dòng ra cái dòng IC xịn thôi nên nó có rất chi là đắt, đắt tiền. Chất âm thì các bác biết là mạch class D kết hợp với cả dòng chip IC xử lý tín hiệu trước khi đầu vào ấy thì cho ra cái chất âm nó quá ngọt ngào luôn, ngọt ngào và rất hay cho các bác nhé. Con này có giá là 3.300.000 chưa phí vận chuyển cho tất cả các bác. Anh em nào mà có nhu cầu đến một dòng đẩy 1U mạch class D xịn sò thì nhắn tin qua số điện thoại 0398192198 nhé. Đấy, máy một class D. Rồi, cảm ơn tất cả các bác nhé.